Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 9 gồm có Trước hết là bản tin, kế đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Parolin khuyến khích các bác sĩ công giáo cầu nguyện. Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, mời gọi các bác sĩ công giáo thường xuyên cầu nguyện với Chúa để có được một tinh thần kiên vững như nền tảng cho căn tính nghề nghiệp và sự dấn thân có trách nhiệm. Trong những ngày vừa qua, hơn 300 bác sĩ thuộc liên đoàn quốc tế của 80 hiệp hội bác sĩ công giáo thế giới đã tập trung tại Roma tham dự đại hội với chủ đề Y học phục hồi hay biến đổi, sứ vụ của các bác sĩ Kitô giáo. Liên đoàn quốc tế của 80 hiệp hội bác sĩ công giáo hiện do bác sĩ Pecna As, người Bỉ làm chủ tịch, liên đoàn trực thuộc Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện và Bộ giáo dân gia đình và sự sống. Đại hội tập trung nhấn mạnh sự liên kết giữa các bác sĩ lớn tuổi và các bác sĩ mới được đào tạo. Nhằm hỗ trợ đời sống tinh thần cho một thế giới đang bị tục hóa. Bên cạnh đó, đại hội còn cung cấp đào tạo liên tục về kỹ năng dành riêng cho các bác sĩ công giáo. Cụ thể, đại hội có các khóa học liên quan đến y đức, thần học thân xác, hành động kỹ thuật và đức tin, khoa học kỹ thuật và đức tin. Nói chuyện với các bác sĩ tại đại hội vào ngày 17 tháng 9, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện trong sự nghiệp của các thầy thuốc. Ngài nói: Cuộc sống của anh chị em phải bắt nguồn từ một tinh thần kiên vững như nền tảng cho căn tính và sự dấn thân có trách nhiệm của anh chị em. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh chỉ ra rằng, nếu không có cuộc gặp gỡ hàng ngày trong cầu nguyện với Chúa, đức tin của anh chị em có nguy cơ chỉ là một điểm quy chiếu bên ngoài. Theo Đức Hồng Y, trong thế giới mà văn hóa vô cảm đang chiếm ưu thế, các bác sĩ công giáo cần phải noi gương Thánh Cosma và Damiano là những người thầy thuốc chữa bệnh miễn phí cho dân chúng. Ngài nói, cùng với những người khác, hai thánh này chỉ cho thấy rằng y học một khi được kết hợp chặt chẽ với một linh đạo vững chắc dựa trên cuộc gặp gỡ trực tiếp với Thiên Chúa sẽ luôn là một cách thức đặc biệt cho công cuộc loan báo tin mừng và canh tân sự thánh thiện cho giáo hội và đó là con đường biến đổi cho giáo hội và toàn thể nhân loại. Đức Hồng y còn mời gọi các bác sĩ trở thành những người đối thoại có trách nhiệm bởi vì trong thế giới y học hiện nay, đôi khi tạo điều kiện cho các nhân viên y tế đạt đến các mục tiêu xa lạ với văn hóa y khoa và mâu thuẫn với chính đạo đức nghề nghiệp. Các tù nhân ý tham gia chuẩn bị Đại hội Thánh thể Quốc gia Roma, các tù nhân ý tham gia chuẩn bị Đại hội Thánh thể Quốc gia Matera lần thứ 27 từ ngày 22 đến 25 tháng 9 bằng sáng kiến Bánh Hy vọng, làm 35.000 bánh lễ cho sự kiện quan trọng. Sáng kiến Bánh Hy vọng do các linh mục tuyên úy nhà tù khởi xướng và được thực hiện bên trong các bức tường của nhà tù Cha Raffaele Grimandi, giám đốc các linh mục tuyên úy nhà tù ở Ý nói, bánh được làm bên trong các bức tường của nhà tù và trở thành thân thể Chúa Kitô muốn là tiếng nói hy vọng gửi đến các cộng đoàn giáo hội và thế giới dân sự, để mọi người không quên rằng, ngay cả trong các nhà tù cũng có một cộng đoàn cần được lắng nghe, chào đón và cứu chuộc. Cha nói thêm, Đại hội thánh thể làm cho chúng ta hiểu hơn rằng trong tấm bánh bé nhỏ nuôi dưỡng sự yếu đuối của nhân loại, ngoài sự hiện diện của Chúa Kitô, còn có những nỗi đau của con người được khắc ghi trên những khuôn mặt của những người đang sống trong các nhà tù. Theo giám đốc các tuyên úy, đây là cử chỉ quan trọng để cử hành tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa, đồng thời tái phát động hoạt động một vụ nhà tù. 35.000 bánh lễ được thực hiện bởi những bàn tay của các tù nhân trong quá khứ chính những bàn tay này đã từng phạm tội. Vì thế đây là một bài giáo lý về sự hòa giải, hoán cải và nhận thức về tội ác đã phạm. Đối với Chúa không có gì là không thể. Đây cũng là một cách để thúc đẩy công lý phục hồi, điều cũng được thực hiện qua các cử chỉ trách nhiệm. Cha Grimani bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các tuyên úy và tình nguyện viên của nhà tù vì đã biến nhà tù thành nơi phục hồi chứ không phải thùng bột của cơn giận dữ cha cho rằng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và xã hội khó khăn hiện nay các cơ quan hình sự rất cần những bàn tay gian rộng những người thiện chí biết cách chữa lành vết thương không có thành kiến và khinh miệt dưới bất kỳ hình thức nào đối với những người đang thụ án tù cha kết luận hãy để chúng tôi trở lại với hương vị phục vụ cúi đầu và phục vụ những người khó khăn những chiếc bánh do các tù nhân sản xuất là kết quả của việc chia sẻ tiến trình hiệp hành của giáo hội một lời mời gọi cùng nhau bước đi để cảm thấy như một gia đình đang ở trong cùng một con thuyền trước giông tố cuộc đời. Đức Hồng Y Krasinski cầu nguyện trước các ngôi mộ tập thể ở Ukraine. Vatican trong chuyến viếng thăm Ukraine lần thứ tư để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với người dân đang đau khổ vì chiến tranh, Đức Hồng Y Konrad Krasinski Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước nhiều thi thể nạn nhân của chiến tranh được chôn trong các ngôi mộ tập thể tại thành phố Izium. Đức Hồng Y Krajewski đã cùng với Đức Cha Pavlo Honkaruk giám mục giáo phận Kharkiv Zoporizhia, đến Izium, nơi mà quân Nga vừa rút đi, nơi người ta tìm thấy khoảng 500 thi thể. Không nói nên lời, không khóc nổi là những lời thốt ra từ trái tim chiếu nặng nỗi đau của Đức Hồng Y Krajewski và chỉ có lời cầu nguyện mới có thể làm nhẹ lòng và nguôi ngoai. Đức Hồng Y giải thích, tôi biết có chiến tranh, và chiến tranh không có lòng thương xót, cũng có những người chết. Tất nhiên, việc nhìn thấy nhiều người chết như vậy trong một khu vực là một điều thật khó, khó giải thích. Trong sự khốc liệt chưa từng có của cuộc xung đột, Đức Hồng Y đã có thể nhìn thấy lòng thương xót của những người tinh ý chôn cất cách xứng đáng các nạn nhân của cuộc chiến phi lý. Ngài nói, ở đó, chúng tôi đã chứng kiến một lễ cử hành Chúng ta có thể nói như vậy, nơi 50 người trẻ, chủ yếu là cảnh sát, lính cứu hỏa và binh lính đào và mang đi từ các ngôi mộ, thường là thi thể của những người Ukraine nghèo bị giết một số cách đây 3-4 tháng, có người mới được chôn ở đó. Đức Hồng y xúc động khi nhìn thấy lòng thương xót của những người thực hiện việc chôn cất, những người trẻ Ukraine nhẹ nhàng đào các thi thể lên trong thinh lặng với sự kính trọng lạ thường. Ngài nói: "Thật là một khoảnh khắc cảm động khi chứng kiến các thi thể được mang đi." Dường như họ đang làm điều đó cho gia đình, cho cha mẹ, con cái, anh chị em của họ. Vị giám mục và tôi đi giữa họ, tôi lần chuỗi lòng thương xót liên tục. Chúng tôi đã ở đó ít nhất 3 giờ đồng hồ. Tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Ngài đã biết Ngài sẽ gặp nhiều người chết, nhưng cũng đã gặp nhiều người bày tỏ vẻ đẹp ẩn giấu trong trái tim, nơi mà dường như chỉ có sự trả thù. Họ đã tìm thấy một vẻ đẹp của con người ở nơi này. Phụ tá Quốc vụ khanh tòa thánh thăm Đông Timor và khánh thành trụ sở tòa sứ thần. Và căng, nhân dịp khánh thành trụ sở mới của tòa sứ thần ở Đông Timor, Đức tổng giám mục Benyapara, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh đã đến thăm nước này trong cuộc viếng thăm từ ngày 19 đến 23 tháng 9. Ngài có các cuộc gặp gỡ với các quan chức chính quyền và các cộng đoàn. Thứ hai 19 tháng 9, Đức tổng giám mục Para đã gặp Tổng thống Đông Timor Jose Ramos Horta người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1996. Sau đó, Ngài tham dự lễ khánh thành Trung tâm Tình Huynh Đệ Nhân Loại Đông Timor vì Hòa Bình Trên Thế Giới, nơi được thành lập từ cảm hứng của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Al-Azhar Ahmad Antayef Al ở Abu Dhabi vào năm 2019. Sáng thứ Ba 20 tháng 9, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự hội nghị tại Đại học Công giáo Đông Timor, thảo luận về văn kiện được ký tại Abu Dhabi và ban chiều ngày đã khánh thành trụ sở mới của Tòa Sứ Thần ở Đông Timor. Thứ năm 22 tháng 9, Đức Tổng giám mục Peñabara sẽ gặp Thủ tướng Taumatan Doak, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Nili sau khi viếng thăm tượng đài Kính Thánh Sao Anphalo II ở Tolu, Tại đây, vào ngày 12 tháng 10 năm 1998, Thánh Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ khi nơi này vẫn còn là một phần của Indonesia. Vào ngày cuối cùng của chuyến thăm, thứ sáu 23 tháng 9, vụ Tá quốc Vũ Khanh tòa thánh sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Anisito Gutierrez Lopez. Trong diễn văn tại nghi lễ khánh thành trụ sở mới của tòa sứ thần ở Đông Timor, trước hết Đức Tổng Giám mục Benyapara, truyền đến mọi người lời chào và sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha. Ngài nói rằng Đức Thánh Cha đặc biệt nhớ lại chuyến viếng thăm đáng nhớ và đầy cảm hứng của Thánh Doan Phaolô II vào năm 1989 và hy vọng rằng tòa sứ thần mới này sẽ đóng một vai trò là một dấu hiệu cụ thể khác cho thấy lòng yêu mến và sự quan tâm mà các giáo hoàng luôn thể hiện đối với người dân quốc đảo cao quý này. Tòa nhà được khánh thành hôm nay, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, ngôi nhà mới này của Đức Thánh Cha Nơi sẽ hỗ trợ vị đại diện Đức Thánh Cha thực hiện sứ mạng của Ngài tại Đông Timor và tại giáo hội công giáo địa phương, được thiết kế như một tòa nhà xanh theo lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si và phù hợp với phong cách kiến trúc của khu vực này của thành phố. Điều này phản ánh mối quan hệ song phương tuyệt vời giữa Cộng hòa Dân chủ Đông Timor và Tòa Thánh. Do đó, thật phù hợp khi sự kiện hôm nay diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm độc lập của đất nước và thiết lập quan hệ ngoại giao. Đức Tổng giáo mục Benyapara nói rằng, cũng cần đặc biệt đề cập đến những tiến bộ đáng kể đang đạt được trong việc thực hiện thỏa thuận năm 2015 giữa Đông Timor và Tòa Thánh, liên quan đến các khía cạnh khác nhau của đời sống và sự phục vụ của giáo hội công giáo trong nước. Khen ngợi sự tôn trọng của Đông Timor đối với tôn giáo, cũng như vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống của một đất nước, Phụ tá Quốc vụ Khanh nhận định rằng, Đức tin công giáo rất quan trọng đối với căn tính của quốc gia trong quá khứ và hiện tại. Nó đã phục vụ như một nguồn sức mạnh và an ủi cho mọi người trong thời gian may lành và khó khăn trong hơn 500 năm. Điều này được Đức Thánh Cha nhìn nhận qua việc Ngài mới thăng Đức Cha Vigilio Camodasiva, Tổng giám mục của Dili làm Hồng Y hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Benyapara cũng nhắc lại rằng, Tòa Sứ Thần mới biểu thị sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với giáo hội công giáo tại Đông Timor, và nơi này sẽ là nguồn khích lệ và canh tân cho các tín hữu công giáo khi họ tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất tại đất nước này. Từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha cho đến năm 1973 và sau đó bị Indonesia sát nhập. Đông Timor giành được độc lập vào năm 2002 sau nhiều năm bạo lực và đụng độ. Người công giáo Anh cầu nguyện cho nữ hoàng Elizabeth II Luân Đôn chia sẻ sự mất mát của hoàng gia và vương quốc Anh vì sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth II, giáo hội công giáo Anh đã hiệp ý cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của nữ hoàng. Lễ tang của nữ hoàng Elizabeth II được cử hành vào thứ Hai 19 tháng 9 tại tu viện Westminster với sự hiện diện của 2.000 quan khách, trong đó có hơn 100 lãnh đạo thế giới. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đại diện Đức Thánh Cha đến tham dự lễ tang. Đức Hồng Y. Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói trong tang lễ: Chúng tôi biết ơn vì sự dấn thân của Nữ hoàng Elizabeth đối với khối thịnh vượng chung, khả năng phục vụ, cống hiến cho người dân của Nữ hoàng, cũng như những thúc đẩy mà bà đã thực hiện cho sự liên kết phong phú đối với sự hiệp nhất và hỗ trợ. Và Đức Hồng y dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa quyền năng và vĩnh cửu, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho khối thịnh vượng chung xin truyền cảm hứng cho những ai đang nắm giữ chức quyền để họ có thể thúc đẩy công lý và công ích. Xin ban cho tất cả công dân tinh thần danh dự và tôn trọng nhau và cho tất cả chúng con ơn sủng để đấu tranh cho công lý và hòa bình. Vì vinh danh Chúa. Amen. Trước đó, ngày 11 tháng 9, các tín hữu công giáo đã hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho nữ hoàng tại nhà thờ chính tòa Westminster. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y. Vincent Nichols nói, Chúng ta thương tiếc sự ra đi của nữ hoàng. Sự mất mát này vô cùng to lớn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng cuộc sống của bà vẫn tiếp tục, thay đổi nhưng không kết thúc. Vì ở dưới đất này, mọi sự từ từ biến thành cát bụi. Chúng ta cầu nguyện để bà có được một nơi ở vĩnh cửu trên thiên đàng, nơi không có gì tốt đẹp của bà bị mất đi, nhưng trái lại là sự hoàn thiện. Như Thánh Phaolô nói, những ai được thanh tẩy trong Chúa Kitô là được nhìn vào trong cái chết của người. Vì được nhìn vào trong cái chết của người, chúng ta cũng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng binh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Các giám mục Brazil chia sẻ về khóa đào tạo do Bộ Giám mục tổ chức. Kính thư quý thính giả, trong những ngày từ 1 đến 19 tháng 9 vừa qua, tại Đại học Lữ Vương Tông Độ ở Roma đã diễn ra hai khóa đào tạo dành cho các giám mục ở các nước thuộc Bộ Giám mục được thuộc phong giám mục trong vài năm vừa qua với chủ đề loan báo tin mừng trong một thời đại thay đổi và hậu đại dịch sự phục vụ của các giám mục theo thông cáo của phòng bố trí tòa thánh các vấn đề được trình bày trong những ngày này gồm ý nghĩa và tầm nhìn của một giáo hội hiệp hành giáo dục lãnh đạo hiệp hành xử lý các khủng hoảng đặc biệt chú ý đến tệ nạn lạm dụng giáo hội trong xã hội hậu hiện đại sau đại dịch kinh nghiệm giáo luật cho việc quản lý một giáo phận Hai ưu tiên được Đức Giáo Hoàng chỉ ra trong hành trình của giáo hội Gia đình và tình huynh đệ phổ quát Sự thánh thiện của giám mục trong hiệp thông công giáo Theo truyền thống được bắt đầu từ năm 2000 dưới thời Thánh Giáo Hoàng John Paulo II Bộ truyền giáo, Bộ các giáo hội đông phương và Bộ giám mục Hàng năm tổ chức khóa đào tạo dành cho các giám mục được thụ phong trong vòng một năm Trong những năm vừa qua, vì lý do đại dịch nên khóa đào tạo không được tổ chức Năm nay, Bộ Truyền giáo đã tổ chức khóa đào tạo từ ngày 5 đến 17 tháng 9 cho khoảng 80 giám mục thuộc các vùng truyền giáo. Về phía Bộ Giám mục, vì số giám mục tham dự khóa năm nay khá đông, nên khóa được đào tạo chia thành hai đợt. Đợt thứ nhất từ ngày 1 đến 8 tháng 9 với khoảng 150 tham dự viên, và đợt thứ hai từ ngày 12 đến 19 tháng 9 với khoảng 200 giám mục tham dự. Trong cả hai đợt đều có sự tham dự của một nhóm các giám mục thuộc Bộ Cái Giáo hội Đông Phương. Các giám mục này cũng tham dự một số buổi gặp gỡ do chính bộ các giáo hội đông phương tổ chức. Ngày 19 tháng 9, ngày kết thúc khóa đào tạo đợt thứ hai tại sảnh Clementino ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với khoảng 200 giám mục tham dự. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật, tất cả ngồi thành một vòng tròn, nổi bật với những chứng từ, những đề nghị và những lời khuyến khích phục vụ người nghèo. Vào cuối khóa đào tạo thứ nhất, 155 giám mục tham dự cũng đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cũng không trình bày diễn văn nhưng cùng với các giám mục thảo luận thân tình. Trong số các giám mục tham dự khóa đào tạo thứ nhất có 11 vị đến từ Brazil, được tấn phong từ cuối năm 2019 đến năm 2020. Theo giám mục phụ tá của Sao Paulo, Angelo Arimia Messari, Đức Thánh Cha Francisco đã chào đón những người có mặt với một thông điệp, đó là đừng quên sự gần gũi với người nghèo. Ý thức rằng mọi thứ đều liên kết với nhau và tất cả cần được chăm sóc trên hành tinh này, sau đó ngài muốn trực tiếp lắng nghe các giám mục, nghe câu chuyện và yêu cầu của họ. Đối với mỗi câu hỏi hoặc nhận xét từ các giám mục của các khu vực khác nhau, Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên của mình. Ngài đối thoại với tình huynh đệ và xử lý những vấn đề khác nhau, các chủ đề liên quan đến những thách thức ngày nay của các giám mục và cuối cùng, ngài chào từng người một hơn 150 giám mục. 155 giám mục tham dự khóa đào tạo được đầu tiên đến từ khắp nơi trên thế giới, một bức tranh khảm lớn về ngôn ngữ và văn hóa. Khóa học được thông dịch ra 6 thứ tiếng, khẳng định sự phong phú về văn hóa và cách sống của mỗi người. Theo đức cha Adi Messari, đây là thời gian suy tư quan trọng đối với giáo hội Brazil, vì nó đào sâu các chủ đề như gia đình và tình huynh đệ phổ quát, thông qua tính hiệp hành. Đức cha cho biết, hai chủ đề được đào sâu trong khóa học có thể củng cố con đường của giáo hội ở brazil đó là tính hiệp hành và hai ưu tiên trong giáo huấn của đức thánh cha francisco trên con đường của giáo hội đó là gia đình và tình huynh đệ phổ quát thông qua việc thăng tiến con người toàn diện đức cha nói hai chủ đề này được thảo luận khuyến khích hoạt động truyền giáo và các giáo mục trở thành tác nhân của tiến trình này bằng việc lắng nghe và phân định để mọi thành phần dân chúa cùng bước đi hiệp thông trong sứ vụ Đức cha Valentim Fagundes de Meneses, giám mục của thành phố Bansas ở Maranhão, cũng có cơ hội tuyệt vời để gặp Đức Thánh Cha một lần nữa và chia sẻ với Vatican News về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đó là một khoảnh khắc để được tiếp thêm sự khôn ngoan của con người của Thiên Chúa. Đức cha nói rằng, Ngài thấy Đức Thánh Cha là một con người giống như chúng ta, tuy nhiên với sự chú ý lắng nghe Chúa Thánh Thần. Và do đó, Ngài có thể bồi dưỡng rất nhiều cho 155 giám mục tham dự cuộc gặp gỡ đặc biệt những người đến từ châu Mỹ Latin, và đặc biệt hơn nữa là từ miền Amazon, khi một lần nữa Ngài thúc giục quan tâm chăm sóc những người rốt cùng. Chúng ta đừng quên gần gũi những người nghèo, và chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều liên kết với nhau, và mọi người trên hành tinh này đều cần được chăm sóc. Trong nhóm các giám mục tham dự khóa đào tạo đợt thứ hai, có 19 vị đến từ Brazil, trong đó có đứa cha Mauricio da Silva Jardim, mới được thụ phong, sẽ đám nhiệm giáo phận Rondonopolis Quiratinga vào ngày Thế giới truyền giáo 23 tháng 10. Đức cha cho biết các hoạt động diễn ra theo phong cách hiệp hành và lắng nghe, đưa ra các vấn đề và tìm kiếm câu trả lời cho các tình huống cụ thể đã xảy ra trên thế giới, chẳng hạn như khai thác và phá rừng bất hợp pháp ở Amazon. Theo Đức cha Mauricio, Khóa học này nhằm mục đích phân tích việc loan báo tin mừng trong thời kỳ thay đổi và sau đại dịch, đặc biệt là thông qua ảnh hưởng mạnh mẽ của giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, bao gồm cả thông qua một phương pháp rất cụ thể. Đức Cha chia sẻ, một cách lắng nghe trong tinh thần hiệp hành, các diễn giả đưa ra một chủ đề và tạo cơ hội cho cử tọa trình bày ý kiến cá nhân, đưa ra các câu hỏi và các vấn đề cụ thể của thực tế, chẳng hạn như nạn đói, bạo lực, bất bình đẳng xã hội, di cư, khủng hoảng chính trị và sức khỏe, đạo đức và xã hội trên toàn thế giới. Ngoài ra, thách thức lớn của việc khai thác, khai thác và phá rừng bất hợp pháp ở Amazon. Vì vậy, tất cả bước đi cùng nhau để tìm kiếm câu trả lời. Cùng với việc đưa ra hướng đi trước những thách thức đang nổi lên của nhân loại, Đức Tổng giám mục Mauricio nói rằng trong những ngày đầu tiên của khóa học này, các bản văn của Đức Thánh Cha Francisco cũng đang được đào sâu ví dụ như việc cập nhật tông huấn Amoris Laetitia, áp dụng theo cách hiệp hành thông điệp Fratelli Tutti. Đây là một cơ hội để cùng nhau bước đi trên những lĩnh vực khác nhau, nhưng có chung tinh thần truyền giáo của giáo hội được khuyến khích trở thành những mục tử của người dân. Đức cha chia sẻ thêm, rõ ràng là thừa tác vụ của giám mục rất được quan tâm. Chăm sóc đàn chim là trọng tâm của sứ vụ giám mục đưa ra các yếu tố cho việc hoạt động được thực hiện trong giáo phận như những thách đố mục vụ của giáo hội thông qua nguyên tắc do Đức Thánh Cha đặt ra về một giáo hội truyền giáo hiệp hành hiệp thông và tham gia. Vì vậy, huấn quyền của Đức Thánh Cha đã giúp chúng tôi rất nhiều qua các bản văn tuyệt vời của ngài và vẻ đẹp của việc phục vụ giáo hội với tư cách là những mục tử của người dân đức thánh Trà đã nhấn mạnh rất nhiều vào điều này. Chúng ta là những mục tử của dân chúng, một giáo hội theo kết của người Samaria nhân lành ra đi để gặp gỡ, một giáo hội môn đệ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đất, một giáo hội thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ và gần gũi với mọi người để có thể lắng nghe họ. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân Hoạt động chống nạn buôn người của diễn viên Eduardo Verastegui Diễn viên công giáo Eduardo Verastegui ở Mexico đã phát động một chiến dịch quốc gia chống nạn buôn người trên quê hương Anh. Eduardo Verastegui cho biết chiến dịch có cảm hứng từ bộ phim anh vừa tham gia sau đó Freedom âm thanh của sự tự do và cuộc chiến chống nạn buôn người là sứ vụ số một của anh trong lúc này. Nhà sản xuất kim diễn viên hiện đang đi khắp các nơi ở Mexico cùng với tổ chức của anh, phong trào sự sống Mexico, trong nỗ lực hợp tác với chính quyền địa phương, các nhà giáo dục, các cơ quan thi hành pháp luật và các tổ chức để ngăn chặn tình trạng bóc lột trẻ em. Với mục đích này, Verastegui cùng với phong trào sự sống Mexico thúc đẩy các nỗ lực dân sự làm việc cho một Mexico đổi mới. Phong trào mời gọi người dân phục vụ đất nước theo khả năng và cách thức khác nhau. Verastegui từng là nhà sản xuất cho Sound of Freedom, một bộ phim có sự tham gia của Jim Caviezel, người được biết đến nhiều với vai Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sau đó Freedom mô tả cuộc giải cứu 127 trẻ em bị lạm dụng tình dục ở Nam Mỹ Phim dựa trên câu chuyện có thật về cựu nhân viên CIA Tim Banla, người đã thành lập chiến dịch đường sắt ngầm nhằm chống nạn buôn người. Làm việc trong bộ phim đã giúp Verastegui nhận ra tầm quan trọng của nạn buôn bán trẻ em ở Mexico, quốc gia được xếp hạng thứ hai trên thế giới về mại dâm dưới tuổi vị thành niên. Verastegui nhấn mạnh, Mexico dẫn đầu nạn buôn bán trẻ em bóc lột tình dục trên toàn thế giới 60% phim nội dung khiêu dâm trẻ em được tiêu thụ trên hành tinh, bắt nguồn từ Mexico và đến từ nạn buôn người. 21.000 trẻ em biến mất mỗi năm ở Mexico và phần lớn phải làm nô lệ tình dục. Hoa Kỳ là nước tiêu thụ số một những nạn nhân này. Nỗi đau của rất nhiều nô lệ trẻ em khiến chúng tôi không thể thờ ơ. Để đấu tranh chống tội phạm buôn bán trẻ em, phong trào sự sống Mexico đang thực hiện cuộc hành trình chống buôn người qua 32 bang của đất nước. Phong trào ký các thỏa thuận làm việc với các thống đốc, chính quyền và các nhà lãnh đạo từ các lĩnh vực khác nhau của xã hội và thành lập các đơn vị chuyên điều tra chống buôn bán trẻ em nhằm bốc lột tình dục. Veras nói, chúng tôi muốn bảo đảm rằng những kẻ xâm hại tình dục bị tố cáo bởi vì các nạn nhân không thể tiếp tục sống với lòng thương xót của những tên tội phạm này chúng tôi muốn đưa chúng ra khỏi đường phố ngăn không thể tiếp cận nạn nhân một lần nữa đặt chúng vào tay công lý và nhờ đó chúng ta có một đất nước công bằng trách nhiệm và an toàn hơn trong một cuộc phỏng vấn tại vườn vatican sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên dành cho các nghệ sĩ cùng nhau thảo luận về cách nghệ thuật và giải trí có thể truyền cảm hứng cho hy vọng Verastegui cho biết mục tiêu của anh trong lúc này là phong trào chấm dứt nạn buôn bán trẻ em. Anh nói, tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta cùng làm việc, chúng ta sẽ chấm dứt thực tế khủng khiếp này bởi vì con cái Thiên Chúa không phải để buôn bán. Verastegui đã gặp Đức Thánh Cha trước khi bắt đầu công việc sau đó Freedom để xin Đức Thánh Cha chúc lành cho dự án. Đối với anh, cuộc gặp trước khi bộ phim được phát hành là rất đặc biệt anh chia sẻ, được nói chuyện với Đức Thánh Cha tại vườn Vatican trong một dịp có nhiều người nổi tiếng là một điều rất đặc biệt. Nam diễn viên khẳng định, Đức tin là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đó là trung tâm cuộc đời tôi. Tất cả mọi sự tôi làm đều được truyền cảm hứng từ đức tin của tôi. Lần đầu tiên, Verastegui trở nên nổi tiếng với khán giả Hoa Kỳ nhờ vai diễn chính trong bộ phim ủng hộ sự sống Ben La và đã tiếp tục là một tiếng nói tích cực trong phong trào ủng hộ sự sống. Veras nói, tôi rất vui vì qua hoạt động và lời cầu nguyện của rất nhiều người, cuối cùng chúng tôi đã thấy một kết quả lớn. Đây chỉ là khởi đầu, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc, bởi vì bây giờ chúng tôi phải đi đến từng bang và chúng tôi đang tiến về phía trước. Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày bởi vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chúng ta yêu món quà đẹp nhất mà chúa đã ban cho chúng ta đó là sự sống Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.